đêm du lịch cuối cùng, tôi quyết định tìm đến một nhà hàng. Nơi đây là nơi người Hàn Quốc có thể gặp gỡ nhau mặc dù ở nước ngoài. Tôi cảm thấy vô cùng tự nhiên và thoải mái. Ở đây nổi tiếng với món lẩu nấm thịt bò. Thịt bò và các loại rau bỏ vào nước dùng đun sôi rồi dùng thì đúng là miễn chê đấy. Đúng là vị của Hàn Quốc rồi. Vị giác của tôi không ngừng được kích thích. Cứ thế tôi chụp lại điểm nhấn trong chuyến du lịch Việt Nam và mang về Hàn Quốc. Đà Nẵng, thành phố đầy tiềm năng của Việt Nam. Hội An, khu phố cổ chứa đựng nền văn hóa Đông Tây. Huế, thành phố của di tích. Nếu tìm hiểu kỹ về khu vực miền Trung Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Mây và nước như gặp nhau tại khung cảnh hùng vĩ của đèo Hải Vân. Cung đình Huế tồn tại cho đến ngày nay là nơi sinh sống và làm việc của nhiều triều đại vua chúa ngày xưa. Ngôi chùa đại biểu cho nền Phật giáo Việt Nam, chùa Thiên Mụ. Con người hòa mình vào không gian lãng mạn tại bờ biển Cửa Đại. Cảng Thu Bồn là cảng mậu dịch giao thương hàng đầu của Đông Dương từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 17. Phố cổ Hội An với những nhà cổ Phùng Hưng, nhà cổ Tân Ký. Cây cầu Liêu Viễn Kiều kết nối làng Nhật và làng Trung Quốc lại với nhau.